Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ làm một cái video. Thứ nhất là hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái test thử cái dây chống giật này trước khi lắp cho khách hàng. Và thứ hai là mình hôm qua vừa gặp cái trường hợp là khách hàng có gọi đến là bảo là tại sao bật bình nóng lạnh lên mà lại cầm cái vào vòi nước nó bị giật. Quá may, thế là mình có đến kiểm tra thì cái mai so của nhà họ là bị do điện mà cái dây chống giật của khách hàng này nó lại không nhảy đấy, nó không nhảy, thì nguyên nhân của nó cũng là do cái này nó hỏng mất rồi, nó không nhảy được đấy. Thì mình có thay cho khách hàng và thay cho khách hàng một cái dây chống giật khác, thì mình test thử trên bình, ok, dây chống giật của mình là nó nhảy rất nhạy đấy. Thì có nhiều trường hợp là khách hàng mua bình mới về là cứ thế sử dụng thôi, bao giờ cũng không có để ý đến là cái dây chống giật này nó có hoạt động được hay không. Nên là đến bao giờ nó hỏng thì khách hàng mới biết được là cái này nó rất nguy hiểm nhá. Nên mua, kể cả mua bình mới về các bạn lắp lên cho khách hàng hoặc là khách hàng tự mua về mà biết lắp mà tự lắp, mình cũng vẫn phải test thử cái dây chống giật có hoạt động được hay không. Đấy, cái này rất quan trọng. Không cả đến lúc mà tự nhiên nó hỏng lúc nào mà điện nó dò ra mà cái dây chống giật này nó không nhảy là rất nguy hiểm. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho bạn test cái dây chống giật có nhảy được hay không. Ở đây mình đã cắm sẵn một cái dây chống giật với một cái máy hút chân không. Đấy. Thì trước tiên mình sẽ cắm điện vào, mình phân biệt là cái đường nào dây ra là hai dây này, xem dây nào là dây nóng, dây nào dây nửa. Nhiều trường hợp các bạn cứ bảo là dây này dây nóng này, dây này dây nửa, nhưng mà đây là cái điện sẽ trèo dây nào cũng được, tức là khi mình đổi rắc này cắm sang dây nóng thì dây xanh nó sẽ là nóng, còn cắm dây nâu này nó sang dây nóng thì dây nâu bên này nó cũng sẽ là nóng, mà cắm ngược lại. Đấy, thì bây giờ mình đã phân biệt được cái cắm như thế này thì mình đã phân biệt được là dây nóng, dây nào dây lạnh rồi. Thì mình có làm một bỏ một cái đây mình đã nối một cái thêm một cái đoạn dây từ cái dây nóng ra ngoài. Để mục đích là gì? Mục đích mình sẽ tự làm chọc, tự làm nó dò điện để xem cái áp chống giật của mình đây, à, dây chống giật của mình đây là nó có nhảy được hay không. Trước tiên là trước khi mà mình làm cái này thì mình sẽ test thử ở đây là xem nó cái nút test này, đấy, xem nó nhảy được không. Đấy. Đây, mình sẽ ấn cái nút này này, reset, thì tức là nó sẽ khởi động lại. Đây, mình ấn này, máy nó chạy, ấn nút test này, test rồi, đấy, nó có nhảy. Đây, kể cả cái này, nó vẫn nhảy bình thường. Mình ấn này nó vẫn nhảy, nhưng tại sao mà nó lại dò điện nó vẫn không nhảy được. Đấy, đây là nút test này, mình cứ test như này, nhưng mà có nhiều trường hợp là nó tại sao nó không nhảy được. Đó. Đây mình
ấn cái nút này, đây là nút reset khởi động đấy, đây là nút test này, mình ấn này đấy thì nó nhảy. Còn nếu mà ấn này nó nhảy như thế này mà nó vào bình bị dò điện mà nó cái này nó vẫn không nhảy được thì mình phải kiểm tra cái bình nóng lạnh nhà mình có xét vỏ hay không, xét vỏ quá hay không thì nó sẽ không nhảy được, dò điện nó không nhảy được đấy. Mình thì mình lúc đấy mình phải lại phải tiếp mát cho cái bình nóng lạnh đấy thì nó mới lại nhảy được. Như cái trường hợp này là hỏng cái dưa này, hỏng cái này không nhảy được là do cái này. Đó. Hôm nay mình đây mình đã nối sẵn như thế này rồi. Đây bây giờ mình sẽ test thử cái này cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ ấn nút reset. Ấn nút reset này. Cho máy chạy. Đó. Và bây giờ mình lấy cái dây này. Mình sẽ làm nó dò điện, coi như là mình thử dò điện xem nó nhảy hay không. Đấy, nó nhảy rồi nhá. Tức là cái này nó vẫn hoạt động bình thường các bạn. Đấy. Rồi, mình làm lại cho các bạn một lần nữa nhá. Ấn nút reset này cho máy chạy. Đấy. Rồi. Đây chống giật đây. Rồi. Ừ. Đây là dây nóng, dây nóng nhá, mình cắm vào máy này, bây giờ mình chọc xuống vào cái này, để xem nó dò điện ra, đấy, nó dò điện ra là nó nhảy ngay, thế là coi như cái này nó hoạt động bình thường các bạn ạ. Trong trường hợp nó mà các bạn mua bình mới về các bạn cũng phải thử cho đàng hoàng nhá, không thể chủ quan được, bình mới nhiều nhiều cái mới như thế này nhưng mà nó cũng không thể nhảy được, thế nên là chủ quan đến bao giờ nó hỏng thì tự nhiên nó dò điện ra thì mình mới biết là nó không hoạt động. Nên các bạn mua bình mới về các bạn yêu cầu là thử cái dây chống giật này xem là nó có hoạt động được bình thường hay không nhá. Chúc các bạn thành công.